Hi, xin kính chào tất cả quý khách hàng. Và bên cạnh Văn Hội đó chính là dòng xe Toyota Vios phiên bản 1.5e MT số sàn, model mới nhất năm 2021. Và trong clip mới nhất ngày hôm nay, lại một lần nữa chúng ta sẽ cập nhật cái bảng giá cũng như là cái chương trình khuyến mại, tổng chi phí lăn bánh cũng như cái chương trình hỗ trợ trả góp với lãi suất chỉ từ 2,99% áp dụng cho chiếc xe số sàn. Tổng lăn bánh đâu đó chỉ khoảng hơn 400 triệu đồng. Cụ thể thì là như thế nào? Kính mời quý khách hàng hãy theo dõi cùng với Văn Hội ngay bây giờ. Vâng, và như anh chị cũng đã biết thì được Toyota Việt Nam phân phối Vios model mới nhất hiện nay với 4 tùy chọn. Nhưng trong clip ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đi dành riêng ra đó chính là cái tổng chi phí lăn bánh cũng như cái chương trình khuyến mại riêng cho chiếc Vios 1.5e MT số sàn này. Anh chị cũng biết rồi, Vios số sàn đang có giá niêm yết là 478 triệu đồng, đúng không ạ? Bên cạnh anh chị ở đây với rất nhiều màu sắc lựa chọn như là màu đen hoặc là màu nâu vàng, màu trắng ngọc trai, màu vàng, có cả màu đỏ nữa ạ. Rất nhiều màu sắc để anh chị lựa chọn. Nhưng chi tiết nhất ở trong clip ngày hôm nay đó chính là gì ạ? Đó chính là cái chương trình khuyến mại cũng như là tổng chi phí lăn bánh. Trước tiên thì chúng ta đến với khuyến mại của những ngày cuối tháng như thế này. Anh chị cũng biết rồi, nếu mua xe Vios trong đợt này, anh chị sẽ được hỗ trợ ngay 16 triệu tiền lệ phí trước bạ áp dụng cho chiếc Vios số sàn 1.5 MT. Không chỉ có vậy đâu ạ, đại lý chúng tôi còn hỗ trợ thêm bằng tiền mặt cũng như bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện. Vậy là tổng khuyến mại hỗ trợ của nhà máy cũng như là của đại lý, tổng khuyến mại lên đến hơn 50 triệu đồng. Hơn 50 triệu anh chị nhá. Chưa bao giờ cái phiên bản Vios số sàn lại có cái khuyến mại rất rất lớn đến như thế. Cùng với đó là gì ạ? Cùng với đó thì chúng ta còn có một cái chương trình hỗ trợ lãi suất trả góp với 2,99%. Thì cụ thể là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng Văn Hội chi tiết ngay sau đây. Sẽ đi chi tiết ngay về cái phần khuyến mại trả góp. Anh chị cũng biết rồi, một chiếc xe Vios số sàn này 478 triệu đồng để lăn bánh mà chưa trừ khuyến mại thì đâu đó ở một tỉnh chúng ta sẽ cộng thêm 47 triệu 800 ngàn đồng tiền thuế cũng như là lệ phí đường bộ, lệ phí đăng kiểm, bảo hiểm dân sự bắt buộc, thì đâu đó nhá, đâu đó thì nó sẽ nhỉnh ra hơn 500 một chút. Nhưng mà trừ tổng cái khuyến mại mà trừ đi rồi, anh chị cũng biết rồi, vừa nãy Văn Hội nói rồi, 450 triệu đồng đúng không ạ? Trừ trực tiếp vào giá thì chúng ta chỉ còn có hơn 400 triệu thôi là chiếc xe thân yêu đã nằm trong nhà anh chị rồi, đúng không ạ? Vậy thì phần trả góp mà chúng ta chuẩn bị là bao nhiêu? Hiện nay thì Toyota Việt Nam đang có cái gói lãi suất hỗ trợ lên đến 2,99%. Vậy là gì ạ? 100 triệu một năm, anh chị mất có 2,9 triệu tiền lãi thôi ạ. Không chỉ có vậy, thời gian vay của chúng ta thì lên đến 7 năm mà chúng ta vay được đến 80% giá trị xe. Văn Hội cứ ví dụ luôn, một chiếc Vios số sàn 478 triệu mà vay 80% giá trị xe, 8432, đâu đó vay được khoảng 350 triệu. Mà lăn bánh chỉ hơn 400 thì có khi còn chưa đến 150 triệu. Ở một tỉnh là chiếc xe Vios trả góp số sàn đã nằm trong nhà anh chị rồi, đúng không ạ? Cùng với đó thì chúng ta còn cập nhật thêm là gì ạ? Với những cái gói lãi suất khác như là thời gian vay về cái phần khuyến mại hỗ trợ lên đến 1 năm là 7,29%, cũng như 2 năm là 8,99 và 3 năm 9,55. Liền luôn với cái những gói lãi suất này thì anh chị có thể thấy ngay được rằng là lãi suất nó ổn định, cố định, không có cái biên độ nào cả. Rất hay, đây là cái chương trình hỗ trợ đặc biệt từ phía Toyota Việt Nam. Không chỉ có vậy, anh chị mua xe trong đợt này thì chúng ta còn được tặng thêm những cái gói phụ kiện tùy chọn và đặc biệt nhất đó chính là chiếc camera hành trình chính hãng của Toyota Việt Nam trị giá lên 4,51 triệu đồng với cái tính năng Wi-Fi đồng bộ với điện thoại cũng như là quay góc rộng, rất ấn tượng đúng không ạ? Còn về tổng quan chi tiết hình ảnh của xe Vios thì ở trong rất nhiều clip thì Văn Hội đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Còn bây giờ thì anh máy quay sẽ tiến cùng với Văn Hội lên trên này để nhìn thấy được rằng là đây là cái thiết kế đầu xe của Vios ở thế hệ mới. Thì đặc biệt là gì ạ? Ở thế hệ mới này chúng ta có cái mặt bao đợt sốc ở phía trước đã được có cái hình thang xuôi này, nhìn rất khỏe, rất sang trọng.
đây là một chiếc màu đen, nó nổi bật những cái hệ thống chóa pha như logo. Ngoài ra thì ví dụ như một chiếc màu nâu vàng đây chẳng hạn, đúng không? Anh chị sẽ nhìn thấy ngay được là di chuyển chóa pha cút đã được tách biệt và có cái đèn demi ở đây. Xuống dưới, nhẹ nhàng xuống dưới thì chúng ta còn thấy ngay được đó chính là cụm đèn bi gầm LED. Ấn tượng không ạ? Khá ấn tượng. Rồi, anh máy quay sẽ quay hơi tổng quan lùi ra xa một chút để chúng ta thấy được từ phía trên nắp cabo với các đường gân dập nổi rất là chi tiết. Về hệ thống an toàn thì sao? Vios số sàn của chúng ta hỗ trợ lên đến 4 bánh phanh đĩa kết hợp với hệ thống là khởi hành ngang dốc này, đúng không ạ? Hệ thống cân bằng điện tử BA phanh khẩn cấp hỗ trợ lực phanh này, rất hay luôn. Xe là sử dụng gì ạ? Chìa khóa iMobi thông minh có khả năng chống trộm. Còn bên trong nội thất xe là như thế nào? Xin mời chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong. Xin mời chị. Chính là tổng quan giao diện bên trong nội thất của Vios số sàn 2021. Phải nói là quá là thiết kế hiện đại và sang trọng. Một cái bảng đồng hồ đa thông tin, hiển thị đa thông tin luôn, rất rực rỡ và sắc nét. Chúng ta có đồng hồ vòng tua động cơ, đồng hồ vận tốc cũng như là đồng hồ chỉnh báo nhiệt độ xăng và màn hình hiển thị đa thông tin, thời gian chip A, đúng không? Rồi, màn hình giải trí chúng ta có hẳn màn hình của Pioneer luôn nhá. Màn hình có cả đĩa DVD, rất đơn giản mà duy nhất chỉ cái số sàn mới được trang bị đĩa DVD, tất cả phiên bản còn lại thì không có. Chúng ta có luôn hệ thống điều hòa này bằng điện tử và chỉnh tay theo cái hướng theo ý muốn của chúng ta. Chìa khóa thì sao? Sẽ là chìa khóa với cái hệ thống chống trộm luôn, với 3 nút tích hợp như thế này. Chìa khóa cơ thì bền bỉ rồi. Hệ thống cảm biến lùi và camera lùi cũng sẽ được trang bị theo xe. Cảm biến lùi, camera lùi đây ạ. Cảm biến lùi đây. Em ấy quay sẽ tiến sang đây. Ok, chúng ta có gập gương điện luôn. Gập gương điện luôn anh chị nhá. Chỉnh mặt gương điện, kính lái auto một chạm. Vô lăng thì chúng ta có cái túi khí, logo mạ chrome sang trọng và đúc nhựa urethane như thế này. Cái la phông trần rất dày dặn và chắc chắn luôn này. Vẫn có gương trang điểm rộng rãi, tay số này. Chỗ khí học để đồ rất rộng. Ghế da cũng như là cái cốp phụ rất ưu ái khi mà cái phiên bản này thì trên các viền của cái cửa gió điều hòa đã được mạ chrome rồi. Như bản G luôn, rất hay luôn. Đó chính là tổng quan ở bên trong. Vâng, vừa rồi đó chính là cập nhật bảng giá, chương trình khuyến mại, tổng chi phí lăn bánh cho chương trình trả góp ở tỉnh cũng như là thành phố Hà Nội. Thì Văn Hội sẽ cập nhật thêm cho anh chị. Nếu ở thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta mua xe thì ngoài tiền xe chúng ta còn có thêm cái tiền biển số là 20 triệu đồng Hồ Chí Minh và Hà Nội đó. Còn ở các tỉnh sẽ áp dụng từ phí biển số là từ 200 đến 2 triệu đồng tùy từng tỉnh thành, thị trấn, thị xã. Vậy là lăn bánh đâu đó cho một chiếc số sàn chỉ còn hơn 400 triệu đồng ở một tỉnh mà thôi. Để biết cụ thể và chi tiết cho từng vùng miền là như thế nào và chương trình gì ạ? Chúng tôi có ngay cái chương trình là giao xe online, giao xe toàn quốc, chỉ ngồi ở nhà, kể cả trả góp anh chị nhé. Ngồi ở nhà gửi đủ thông tin là chiếc xe thân yêu của anh chị đã nằm trong nhà rồi, cùng rất nhiều chương trình khuyến mại và quà tặng hấp dẫn. Một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá, review cũng như chương trình khuyến mại nào. Hẹn lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!